Gành Đá Đĩa Phú Yên. Mình đang đi xuống. Đây như là nguyên một cái giấy, giấy là nó có cái đá đĩa này, cái đá này là đá núi lửa, nó chảy dài ra ra bờ biển như kia, chứ không phải là những cái khu du lịch này. Việt Nam nói chung là cũng chưa phát triển nhiều, chỉ có thăm cái gành đá này thôi mà thu vé vào, mà cũng chả ở bên trên cũng không có điều gì phụ gì, chủ yếu là khu buôn bán ăn uống, không chả có dịch vụ gì, đây như là không có sóng biển.